Theo cơ quan điều tra, L đã lấy tên giả để quen biết với anh K, sinh năm 1994, trú tại Đà Nẵng, qua chuyến xe Grab định mệnh mà anh này làm tài xế. Sau 3 tháng quen biết và tìm hiểu, thấy gia đình anh K có điều kiện nên L đã nổ nhà mình giàu và sở hữu công ty xe khách. Một thời gian sau, L thông báo mình có thai để cùng anh K tổ chức đám cưới. L thuê người đóng giả bố, mẹ và họ hàng nhà gái với số tiền 100 triệu đồng để tổ chức đám cưới tại Gia Lai. Bên cạnh đó, L mượn một sổ đỏ, một sổ hồng và 9 cây vàng giả đưa cho các diễn viên để làm lễ trao của hồi môn trong đám cưới. Trong thời gian chung sống cùng gia đình anh K, cô này nhiều lần đưa thông tin gian dối nhằm mượn tiền của gia đình chồng chiếm đoạt như cần thêm tiền mua nhà và xe. Thậm chí, L đã nổ được bố mẹ mua cho căn nhà 9 tỷ ở Đà Nẵng, nhưng thực tế đây lại là căn nhà được L thuê. Tin tưởng, gia đình chồng nhiều lần cho L vay tổng số tiền là 2,4 tỷ đồng để mua xe, đất. Ngày 6 tháng 8, Công an huyện Hòa Vang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với DTIL, sinh năm 1988, trú tại tỉnh Hưng Yên, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.